Thưa quý vị khán giả, 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên về tư cách người công an cách mệnh đã 69 năm. Những chuẩn mực đạo đức đó của người công an cách mạng cho đến nay vẫn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bền vững và sức lan tỏa đặc biệt không chỉ trong lực lượng công an nhân dân mà trong toàn hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên, công chức có thể soi vào nhiều điều trong 6 điều dạy của Bác để học tập, rèn luyện và hành động. Năm 1948, báo Bạn Dân, nội san của công an khu 12 ra số Tết Nguyên đán Mậu Tý. Đồng chí Hoàng Mai, giám đốc công an khu 12 đã gửi số báo Tết đó biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 3 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai. Mở đầu bức thư, người viết: "Bác đã nhận được thư và báo cháu gửi tặng bác. Bác thấy có sự cố gắng đáng hoan nghênh. Nhưng báo theo cháu nói từ 24 đến 32 trang thì dài quá, cần làm ngắn lại và viết những vấn đề thật thiết thực, mọi người đọc đều có thể hiểu và làm được. Như thế mới có tác dụng giúp đẩy mạnh công tác, đẩy mạnh thi đua. Trên báo cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ, công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong. Trên tờ báo phải luôn luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức, tư cách của người công an cách mệnh là đối với tự mình phải cần kiệm, liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết, khôn khéo." Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tư cách người công an cách mạng khi Đảng Cộng sản đã cầm quyền và nhà nước cách mạng đã trải qua 3 năm xây dựng, phát triển và đang tổ chức sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của toàn dân tộc và xây dựng chế độ xã hội mới. Công an nhân dân là lực lượng quan trọng trong bộ máy nhà nước cách mạng, góp phần vào sự nghiệp vẻ vang đó. Công an cách mạng Việt Nam ngay từ buổi đầu xây dựng gắn liền với sự ra đời của nhà nước cách mạng và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Vì vậy, tư cách của người công an cách mạng thống nhất về bản chất trong tư cách của người cách mạng, người cộng sản, người cán bộ, công chức của một nhà nước cách mạng kiểu mới, nhà nước phục vụ nhân dân chứ không phải cai trị nhân dân. Chuẩn mực đạo đức của người công an cách mạng thống nhất với chuẩn mực đạo đức của người đảng viên cộng sản, người cán bộ, công chức của nhà nước, đồng thời thể hiện đặc điểm riêng của công tác công an. Công an nhân dân là lực lượng có nhiệm vụ cao cả, nặng nề là bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ đảng, nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân, chống các thế lực phản động, thù địch và các loại tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ đó không chỉ là bảo vệ mà còn có ý nghĩa xây dựng xã hội mới, tạo dựng đời sống xã hội tốt đẹp. Ở mỗi thời kỳ cách mạng, kể cả trong hòa bình xây dựng đất nước, nhiệm vụ đó không hề giảm nhẹ, đòi hỏi người công an cách mạng không ngừng nâng cao trình độ và rèn luyện đạo đức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên về tư cách người công an cách mệnh đã 65 năm. Nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân qua các thời kỳ cách mạng đã phấn đấu rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ lời dạy của người. Những chuẩn mực đạo đức đó của người công an cách mạng cho đến nay vẫn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bền vững và sức lan tỏa đặc biệt không chỉ trong lực lượng công an nhân dân mà trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức có thể soi vào nhiều điều trong 6 điều dạy của Bác để học tập, rèn luyện và hành động. Sáu mươi chín năm qua, 6 điều Bác Hồ dạy luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân, giúp lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong một thời kỳ cách mạng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Mục Học Bác mỗi ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong mục này lần sau.